Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Thưa quý vị, vừa qua Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao thứ hai trong bối cảnh 29 tỉnh của nước này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những trận lụt và mưa lớn không ngừng. Trong khi đó, tại các khu vực dọc bờ sông Dương Tử trải dài hàng nghìn km, mực nước đã dâng lên tới mức báo động cao nhất. Hôm Chủ nhật, mực nước sông Dương Tử tại một số khu vực ở thành phố Vũ Hán đã dâng cao 29,96m, vượt quá mặt đất 6,96m. Người dân tại thành phố này đã phải sử dụng các bao cát để nâng cao và củng cố bờ đê quanh sông. Giới chức ước tính mực nước sông có thể tăng lên 31m vào ngày thứ Ba, nghĩa là cao hơn 7m so với mặt đất. Một số thị trấn ở tỉnh Giang Tây gần khu vực sông Dương Tử bị nhấn chìm hoàn toàn. Tỉnh Giang Tây ở phía nam Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ cao nhất vào ngày thứ Bảy sau khi một số khúc đê sông Dương Tử bị nứt, khiến một số quận bị ngập lụt nghiêm trọng. Vào ngày Chủ nhật, truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, tỉnh Giang Tây có 2,545 km sông Hồ, trong đó mực nước tại 2,242 km đã dâng vượt quá mức báo động. Mực nước từ các con sông bao gồm sông Rao, sông Xin, sông Siêu và sông Trang cũng đã tràn qua đê từ ngày thứ Hai tuần trước. Tại khu vực Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, mực nước đang dâng với tốc độ chưa từng thấy. Theo chuyên gia kiểm soát lũ lụt hàng đầu tỉnh Giang Tây Tử Vệ Minh, trong 3 ngày qua, mực nước Hồ Bà Dương đã tăng hơn 103cm mỗi ngày. Hiện tại, mực nước hồ này đã cao hơn 3m so với mức báo động. Hôm thứ Bảy, Chủ tịch tỉnh Giang Tây là Lưu Kỳ tuyên bố toàn tỉnh cần chuẩn bị vào chiến dịch chống lũ. Ông Lưu yêu cầu toàn tỉnh chuẩn bị tinh thần phòng chống và cứu trợ cứu nạn cho trận lũ lụt nặng nề và một thảm họa lớn sắp xảy ra. Hôm Chủ nhật, chính quyền địa phương tại hai thị trấn Miên Xuyên và Giang Tân Châu thuộc thành phố Cửu Giang đã ra lệnh người già, trẻ em và người bị bệnh phải rời khỏi nhà ngay trong ngày. Những người khác chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Trước đó 2 ngày, trên các trang mạng xã hội, giới chức tại thị trấn Giang Châu thuộc thành phố Cửu Giang kêu gọi những người lao động ở xa trở về hỗ trợ phòng chống thiên tai với lý do để củng cố các con đập nhưng nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng. Lũ lụt thảm khốc này đã gây ra thiệt hại quá sức tưởng tượng cho các doanh nghiệp địa phương. Trong một video được đăng trên mạng xã hội vào hôm thứ Sáu, một chủ nhà máy sản xuất trà tên Trịnh ở quận Xi, tỉnh An Huy, Trung Quốc cho biết 5.000 tấn trà đã trở thành rác sau khi bị ngâm trong nước lũ suốt cả đêm. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, ông Trịnh lo ngại rằng ông không thể đền bù cho hơn 1.000 nông dân đã cung cấp lá trà cho ông. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Liêu Ninh, phủ Cam Tử, tỉnh Tứ Xuyên. Theo giới chức, tính đến trưa ngày hôm qua đã có 108 người thiệt mạng và 51 người mất tích. Tuy nhiên, một cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận động đất có thể đã gây ra thương vong đáng kinh ngạc hơn rất nhiều. Có tin đồn rằng trận động đất Liêu Ninh ở Tứ Xuyên đã gây ra thương vong rất lớn và làng Vạn Đông bị chôn vùi hoàn toàn. Sau trận động đất mạnh ở Liêu Ninh, Tứ Xuyên, cư dân mạng địa phương tiết lộ rằng trận lở đất do trận động đất gây ra gần như chôn vùi hoàn toàn làng Vạn Đông ở huyện Liêu Ninh. Ngôi làng có dân số thường trú là 697 người, do đó con số thương vong do trận động đất này gây ra có thể vô cùng lớn. Đoạn video do cư dân mạng này quay lại cho thấy trận lở đất do trận động đất Liêu Ninh ở Tứ Xuyên đã chôn vùi toàn bộ ngôi làng Vạn Đông. Người quay video nói, hãy nhìn xem, nếu bạn nói nó khốc liệt thì quả thật nó rất khốc liệt. Ngôi làng này gần như đã bị vùi lấp hoàn toàn. Đây là thôn Vạn Đông của chúng tôi ở huyện Liêu Ninh. Người quay video cho biết lần này là tồi tệ nhất, chưa bao giờ tồi tệ như lần này. Theo báo cáo chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 12 giờ trưa ngày hôm qua, trận động đất ở Lộ Định đã làm 108 người thiệt mạng, trong đó có 70 người ở huyện Lộc Định, tỉnh Cam Tử, 38 người ở huyện Simian, thành phố Nha An, 51 người mất tích và hơn 490 người bị thương. Nhưng các quan chức không hề đề cập đến số người chết thực sự ở làng Vạn Đông. Con số thương vong thực tế là không rõ.
Cảnh kinh hoàng và nguy hiểm nhất mà người đàn ông ở Tứ Xuyên trốn thoát bằng cách né những tảng đá. Sau trận động đất mạnh ở Lưu Đình, Tứ Xuyên, một người đàn ông đã kể lại cảnh tượng ly kỳ khi anh ta thoát ra khỏi nguy hiểm khi trận động đất xảy ra. Khi người đàn ông đang lái xe, anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn và nhanh chóng lùi xe, tảng đá trên núi ngay lập tức đổ xuống trước mặt anh ta. Và người đàn ông đã thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Đoạn video cho thấy, tại thời điểm người đàn ông lùi xe gấp, một lượng lớn tảng đá lăn từ trên núi xuống rơi xuống đường. Tảng đá lớn nhất rơi ngay trước đầu ô tô, san phẳng hàng rào sắt bên đường. Nếu nó đâm vào xe, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đoạn video về người đàn ông né tảng đá đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết, trời đất ơi, nguy hiểm quá, chúng ta thật may mắn. Quý vị thân mến, sáng Chủ nhật, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đường Sơn ở phía Bắc Trung Quốc. Trận động đất đã khiến các tòa nhà không đủ kiên cố bị hư hại. Cùng ngày, các quận Lục Xuân ở tỉnh Vân Nam, Nhược Nhĩ Cái ở tỉnh Tứ Xuyên và Vu Sơn ở thành phố Trùng Khánh cũng ghi nhận các trận động đất lần lượt là 4,4 độ, 4,0 độ và 3,0 độ Richter. Giới chức thông báo rằng hàng triệu người đã phải di rời, ít nhất 210 người chết hoặc mất tích. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng con số thực tế cao hơn nhiều vì từ trong quá khứ, Trung Quốc luôn che giấu thông tin của các trận thảm họa. Thưa quý vị, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực và làng mạc ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bị ngập lụt. Những người dân bị ảnh hưởng cho biết, trước khi có cảnh báo chính thức thì hồ chứa trên thượng nguồn đã bất ngờ xả lũ. Lũ về dữ dội khiến người già bị cuốn trôi, nhà cửa bị sập, dẫn đến nhiều người thiệt mạng. Gần đây, tỉnh Sơn Tây đã có những cơn mưa lớn trong nhiều ngày liền. Các kênh truyền thông ở đại lục đưa tin rằng nước ở đoạn hạ lưu chính của sông Phù Hề đã dâng cao đáng kể. Đến 7 giờ sáng ngày thứ Tư, thành phố Vận Thành đã phải hứng chịu dòng thác lũ lớn nhất trong vòng 40 năm qua trở lại đây. Hơn 10.000 người đã phải di tản khỏi 6 ngôi làng ở 4 quận Hà Tân, Vạn Vinh, Tân Giáng, Tắc Sơn bị ảnh hưởng. Hôm thứ Ba, nhiều con đê trên sông Hầu Mã ở các đoạn thuộc huyện Thanh Từ và huyện Kỳ đã bị vỡ, khiến nhiều ngôi làng bị ngập lụt. Một số cư dân mạng cho biết họ đã chứng kiến trận mưa lớn chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Việc xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn cộng với sự thiếu chuẩn bị của chính quyền Sơn Tây trong việc chống lũ là nguyên nhân khiến mực nước ở các con sông địa phương dâng lên rất cao. Người dân phải chịu thiệt hại nặng nề. Một video trên mạng cho thấy hồ chứa Tử Hồng ở huyện Kỳ, thành phố Tấn Trung xả lũ dữ dội, những con sóng cuộn lên rất cao. Hôm thứ Tư, phóng viên Epoch Times đã phỏng vấn anh Triệu, một người dân ở làng Giản Pháp, thị trấn Cổ Huyền, huyện Kỳ, thành phố Tân Trung. Và được biết ngôi làng của anh tương đối cao nên không nhận được yêu cầu di tản. Người cha 66 tuổi của anh không được thông báo về việc xả lũ và đã bị lũ cuốn trôi. Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa rõ tung tích của ông ấy. Anh Triệu nhiều lần nhấn mạnh rằng do chính quyền không báo trước sẽ xả lũ mới dẫn đến việc cha anh bị lũ cuốn đi. Do xả lũ từ hồ chứa Tử Hồng ở thượng nguồn, nhưng chúng tôi không hề nhận được thông báo nào trước khi lũ đến. Anh nói, trong làng nói rằng thông báo đã được gửi lên nhóm, nhưng những người lớn tuổi trong làng không ai sử dụng điện thoại thông minh cả, vì vậy họ không biết về lũ lụt. Anh Triệu cho biết, loa phát thanh trong làng từng thông báo rằng từ ngày thứ Năm tuần trước đến Chủ nhật vừa qua sẽ xả lũ, nhưng lượng nước không lớn. Anh tin rằng đây là hành động chuẩn bị trước của chính quyền để xả lũ. Hôm thứ Hai vừa qua, lượng nước xả đột ngột dâng cao, cả cầu cũng bị cuốn trôi. Đến ngày thứ Ba, mố của cầu đại trên sông Xuyên Nguyên giữa huyện Kỳ và Đông Quán đã bị cuốn trôi. Phần móng của một đoạn đường sắt ở huyện Kỳ đã bị nước lũ làm sói lở, khiến dây và tà vẹt treo lơ lửng trên không. Một đoàn tàu chở hàng đã phải dừng khẩn cấp trên một đường dây treo lơ lửng. Cảnh tượng thập phần kinh hãi. Anh Triệu cho biết vào sáng ngày thứ Hai, bố anh vẫn chạy xe ba gác điện trên con đường ven sông như bình thường. Không biết vào thời điểm nào trong buổi chiều, tất cả các hồ chứa trên thượng nguồn bất ngờ xả nước. Nước đột ngột về rất lớn, nhưng những người già hoàn toàn không biết. Buổi chiều, bố anh vẫn lái xe ba gác điện về nhà như thường lệ. Kết quả là ngay khi ông ấy đi qua cầu ở sông đoạn Gia Giao là con đường duy nhất về làng, lũ đã cuốn trôi cả ông ấy và cây cầu. Đến khoảng 7 giờ 30 phút tối hôm đó, chúng tôi mới hay tin bố tôi bị tai nạn. Chúng tôi chạy đến thì phát hiện ông ấy đang đứng trên xe ba gác điện và ôm gốc cây. Lực lượng cứu hộ cũng đã đến. Họ cách ông ấy chừng 4-5 mét, nhưng hai lần muốn ra cứu đều không được. Khi giải cứu đến lần thứ Ba, ông ấy đã không còn ở đó và mất tích rồi.
Anh Triệu cho biết rằng hôm thứ Tư, anh cùng anh rể và một số người dân đã đi tìm hai bên bờ sông. Họ đã tìm thấy chiếc xe ba gác điện của ông ấy. Họ lặn xuống sông để tìm nhưng không ngờ rằng nước lại đột ngột lớn lên. Cũng may là anh rể thông thuộc đường chạy thoát thân, nếu không cũng bị nước cuốn đi rồi. Anh Triệu cũng nghe nói từ dân làng ở các làng khác rằng họ không nhận được bất kỳ tin tức nào về việc xả lũ. Các làng ở hạ lưu như của chúng tôi bị ngập nghiêm trọng hơn. Anh cho rằng chính quyền địa phương đã không ứng phó tốt với lũ lụt, không cảnh báo sớm và cũng không bố trí người túc trực ở cổng làng. Đến khi người già gặp chuyện, trong làng mới phong tỏa hết tất cả đường xá. Hôm thứ Tư, ông Lý, một người dân ở làng Tang Liễu Thụ, thị trấn Nghĩa An, thành phố Giới Hưu, tỉnh Sơn Tây, nói với phóng viên của Epoch Times rằng hơn 250 dân làng và những người tình nguyện đã đi trông đập vào buổi tối ngày thứ Ba. Họ xếp chồng những bao cát cao hơn 2 mét, nước càng dâng lên, người dân càng đắp cao hơn. Đến sang ngày thứ Tư, chính quyền bất ngờ ra thông báo xả lũ, yêu cầu toàn bộ người dân làng di tản. Ông Lý nói, sau đó, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, lũ đã tràn vào làng. Nước dâng đến nông nhất là trên đầu gối và sâu nhất là lên đến ngực, cả làng đều bị ngập. Đoạn đê mà chúng tôi đã đắp bị vỡ, nước lớn đến nỗi không thể kiểm soát được. Ông Lý tiết lộ rằng vào tối thứ Hai, thành phố đã có văn bản xả lũ nhưng không thông báo cho dân làng. Ông tin rằng lũ đã được xả suốt đêm thứ Ba. Đến sáng thứ Tư, chính quyền cho biết vẫn sẽ xả lũ. Ông cho biết có 2 con sông tại khu vực này, một là sông Phần, 2 là sông Tử Giao. Nước ở sông Tử Giao đã không ngừng dâng lên và vẫn đang tiếp tục tăng. Các làng ở hai bên sông Phần đều phải di tản. Nhiều làng có 25.000 đến 35.000 người, làng chúng tôi có hơn 1.700 người. Sau khi di tản, dân làng được sắp xếp sống trong các khách sạn trong quận, nhưng vẫn phải tự trả tiền ăn uống. Thành phố Giới Hưu là một thành phố cấp quận thuộc tỉnh Sơn Tây do thành phố Tấn Trung quản lý. Thị trấn Nghĩa An nằm ở ngoại ô phía đông của thành phố Giới Hưu gần tuyến đường sắt Nam Đồng Bồ. Ông Lý tiết lộ với các phóng viên rằng ở một số làng, lũ đã làm sập nhà và khiến nhiều người thiệt mạng. Ông cũng lo lắng cho sự an toàn của những ngôi nhà sau trận lũ. Ông nói rằng sau khi lũ quét qua, chúng căn bản đã không còn có thể ở được. Theo báo cáo của giới truyền thông đại lục, hôm thứ Hai mưa lớn đã gây ra ngập lụt ở khu dân cư Môi Cơi, quận Tiểu Điếm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Chỗ nước sâu nhất vượt quá 2 mét, tổng cộng có gần 400 cư dân ở 5 tòa nhà dân cư bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nước tích tụ ở thành cổ Bình Giao, Tấn Trung, Sơn Tây đã khiến một bức tường bị sập. Đoạn bị sập dài khoảng 35 mét. Hôm thứ Ba, giới chức tỉnh Sơn Tây đã đưa ra thông báo cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn lần này, ngày hôm qua đã có nhiều thảm họa địa chất như sập tường, lở đất xảy ra ở thành phố Tấn Trung, thành phố Lữ Hương và thành phố Lâm Phần, dẫn đến thương vong về người. Họ đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp về địa chất lên cấp 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.